Ok anh. Bữa nay nghỉ học ấy nè. Đi hết nuôi được. Cái này ra thì không phải chọc vào đây thì nó sẽ không bị xước và rách phần da này. Ok. Chứ đồng chí sáng con xe hay là dở quá. Đỗ Huy Thành nhé. Điện bàn Huy Thành. Không biết là nhiều tiền ít tiền nhưng mà dở quá. Không cần thì trả đưa hơi lắm. Không cần thì trả đưa. Vành đấy là bộ vành fake của bộ 60. Nó vào vô đây rồi. Rồi nào. Mày giữ này đấy, không ngắm chân đây là giờ. Đấy cái gì? Trên cái bậc chân. Bậc phải dẫm thoải mái nhá. Mày giữ đây. Đưa giày đi em. Xong thì nếu lùa dây thì bên này sang em nhé.
chưa? Anh Dung ơi, có điện thoại anh Dung ơi. Anh Dung ơi, có điện thoại. Đẹp trai luôn. Để đem ra phải tháo gần ra. Quay đang nguồn dây bên kia.
Ừ. Em đứng ở đây là để nhìn hết cả khung, không quay lại nữa. Rất chi tiết. Cái này mình làm sao móc hết thì chả biết. Móc á? Ừ, lâu không dùng được móc mà. Cô lăng tin thì không bán được. Đó. Cô lăng tin thì không bán được.